thì những cái ý mà em muốn nói thì mọi người cũng nói rất là nhiều rồi. Và em chỉ, từ bản thân em thì em chỉ muốn là sau cuộc đi chơi này thì em sẽ cố gắng hơn nữa để có thể giúp một phần nhỏ của mình để công ty của mình phát triển hơn nữa. Em xin cảm ơn. Em thì với tư cách là một người sáng tạo và một cái người mà rất là lười vận động thì hôm nay là được tham gia như thế này là cũng rất là hết mình. Và đặc biệt là nói chung là với cái cảm nhận của em rất là vui, cũng giống như mọi người thôi. Và cái đặc biệt mà khi mà em cảm nhận cái trò chơi cuối cùng, trò chơi lăn bánh xe và với bốn người, bốn cái người như thế, em cảm giác là sẽ liên kết đến công ty mình rất là chuẩn xác. Người đi đầu là lãnh đạo, bao giờ cũng sẽ là người hướng cái đường lối, cái bánh xe, guồng xe của công ty sẽ đi đến đâu. Tiếp theo là đội kinh doanh, người kinh doanh cũng sẽ là người đi gắn ngay sau người lãnh đạo. Và đối với bộ phận kinh doanh là những cái người mà thực hiện cái tiêu chí của người lãnh đạo. Thứ ba là đội biên tập, đấy là đội biên tập mà đi theo kinh doanh và lãnh đạo để chiến thắng tất cả mọi thử thách. Và cuối cùng, mặc dù người cuối cùng, mọi người đừng nghĩ là người cuối cùng không quan trọng đâu, mà thực ra rất quan trọng, bởi vì em với chị Hòa đã thử sức là người cuối cùng trong cái bánh xe rất là nhiều. Người cuối cùng phải là người vun vén, người cuối cùng là người xây dựng công ty, đó là ban hậu cần, đó là ban hành chính. Và em trong suốt cái thời gian làm việc, mỗi bộ phận đều có một cái vai trò của riêng mình. Và em xin gửi lời cảm ơn tất cả các chị, anh chị em đã cùng nhau cố gắng nỗ lực trong công ty trong suốt thời gian qua. Đối với em thì mọi người đã gửi lời đến ban giám đốc rồi công ty rồi, em xin bổ sung gửi lời cảm ơn một lần nữa đến công đoàn, thì công đoàn cũng góp một phần rất là quan trọng. Tuy nhiên thì em chưa thấy ai nói đến, thì em nghĩ là công đoàn rất quan trọng. Và với em thì ngày hôm nay là một ngày ý nghĩa, và có lẽ là nó sẽ là ý nghĩa nhất trong thời gian từ khi em làm việc ở công ty đến nay. Và em nghĩ là mọi người đã được thể hiện cái tôi của mình, phát huy được những cái năng lực của mình cũng như là thể hiện được khả năng của mình rất là tốt. Mọi người có thể nhìn nhận được và đánh giá được bản thân mình, trước hết là bản thân mình nỗ lực đến đâu và cái mục tiêu mình đặt ra làm sao. Và cái thứ hai là mọi người có thể thể hiện ra được cho những người xung quanh mình có thể nhìn nhận được khả năng của mình. Đây là một cái điều mà em nghĩ là cái buổi team building ngày hôm nay đã làm được, và em thấy là rất là ý nghĩa và rất là thành công. Cảm ơn. Mình có một ý kiến là trong buổi ngày hôm nay thì tất cả chúng ta nhận ra giá trị là trong cùng một công ty thì luôn luôn còn có cái sự đoàn kết của cả một tập thể, giữa mọi người cùng nhất tâm để cùng phát triển cái công việc của công ty. Và ngoài ra thì mình cũng thấy một cái điều quan trọng nữa là mình cũng có một thông điệp với các bạn mới là các bạn hãy yên tâm khi gia nhập cái môi trường của công ty, bởi vì xung quanh bạn luôn luôn có những anh chị lãnh đạo trực tiếp và anh và ban giám đốc luôn luôn là hỗ trợ các em nhiệt tình hết sức. Cũng giống như là trong cái trò chơi là đi qua sông ấy, thì sẽ có những người chính, những người đã có kinh nghiệm từ trước, thì mọi người luôn luôn là dành những sự nhất tâm để hướng dẫn và làm thuyền trưởng để chèo lái và hướng dẫn các em, thì các em sẽ không bao giờ bị lạc lõng giữa công ty khi mà mới vào cả.